trước khi quay thì mình chơi trò chơi lấy một chút tinh thần nha bác. Gì đây, con gì đây? Con cá sấu dễ thương. Đâu rồi giờ... em mới mua à? Tự nhiên phải mua cho các bạn nhỏ chơi chứ. Giới thiệu các bạn nhỏ đây, nay Phân Xuân mới nhập mẫu cá sấu mới. Này làm gì em, thấy nó có răng nhiều quá trời nè. Rồi bây giờ mình cá độ nha. Ai nhấn vô cái răng nào mà bị con cá sấu cắn thì trả 10.000. Có nghĩa là nhấn vô cái răng hả? Có nghĩa là cái trò này mình chơi là mình sẽ nhấn vô cái răng, xong rồi nhấn hồi sao nữa? Thì có một cái răng là sẽ bị con cá sấu nó cắn. Nhấn là sẽ đến lúc là nó sẽ cắn lại nha. Các bạn nhấn đến lúc là nó sẽ cắn lại, do đó là mình phải tin mắt và cảm nhận, mình biết khi nào là không có cảm nhận gì hết chơi. Không có cảm nhận, hay xương may rồi đời đen đỏ chơi là tao mất tiền. Rồi vô bắt bóng trước rồi đó, em chơi đi. Rồi để cho mấy bạn thấy nè. Trò này cũng vui. Có 10.000 rồi các bạn. 10.000 nhá, 10.000. Rồi. Lại. Em chơi thua phải không? Lại. Em chơi trước đi. Nãy anh chơi trước rồi. Một mẫu model mới nhất năm 2019. Cá sấu cắn tay. Bạn nhỏ nào mà đi làm răng mà chưa có được chơi trò này thì lại nhắn vào Linh Xuân nha. Ghê quá, chuẩn bị cắn rồi các bạn. Chuẩn bị cắn rồi. Rồi, giờ chơi màn cuối nè. Con cá sấu này dữ lắm các bạn, cắn đau lắm á. Hơi bị ghê đó nha. Màn này 20 nha. Gỡ lại những gì đã mất không? Yes. Cảm thấy nghi ngờ. Giờ 1-2 thôi. 1-2. Đây, các bạn xem nhé. Giờ là bản sống nó nằm trong tay con cá sấu đây. Còn hai cái răng thôi. Cứng. Răng này còn cứng. Yeah. Thôi vô chủ đề tư vấn cho các bạn kìa. Đó, đây là món trò chơi mới của nhà Phan Linh Sơn nha. Cá sấu cắn tay. Chơi xong quên mất hôm nay nói cái gì rồi. Chủ đề này là gì nha? Răng sứt. Chủ đề hôm nay là răng sứt. Đây, đúng rồi, răng sứt đây. Đây, răng sứt, đây là răng tàng sứt Sico. Sico nha, tàng sứt rất là đẹp. Bên này là răng sứ mà kim loại, có cái sườn kim loại bên trong này, mẫu cho vui thôi chứ còn không đẹp lắm đâu. Đợi bác còn đang vô đề đi. Hôm nay là thứ năm là đến cái chuyên mục tư vấn của nhạc Hoàng Linh Xuân. Chủ đề của chúng ta lần này là chủ đề về răng sứ thẩm mỹ. Về cái chủ đề mà răng sứ thì do là nó sẽ hơi có khá nhiều cái vấn đề khía cạnh là về cái chức năng, về thẩm mỹ, rồi rất là nhiều cái nhu cầu của bạn trẻ, ngay cả người lớn tuổi khi mà mất răng cũng có rất là nhiều nhu cầu về việc là trồng răng sứ. Do đó là sẽ có khá nhiều câu hỏi về chủ đề này. Do đó có thể là cái chủ đề livestream này của mình sẽ được tách ra làm hai phần. Lần này thì mình sẽ tập trung vô là mình nói về cái vấn đề là răng sứ thẩm mỹ trước. Thì trong khoảng 5 năm gần đây, cái cụm từ răng sứ thẩm mỹ được xuất hiện khá nhiều, không chỉ là ở trong lĩnh vực nha khoa mà ví dụ như là các bạn đi đến những nơi làm đẹp thì cũng nghe từ răng sứ thẩm mỹ, thì hơi bị tràn lan phổ biến hơn bác sĩ ạ. Đúng rồi, thì nó cũng có hơi bị lạm dụng một chút xíu. Thì mình đứng trên lĩnh vực là nha khoa đi, và bác sĩ có chuyên môn thì bác sĩ có thể cho mọi người biết là răng sứ để có thể chỉ định cho những trường hợp nào, nhất là về răng sứ thẩm mỹ. Tại vì không phải là trường hợp nào thì mình cũng dùng để răng sứ thẩm mỹ đúng không ạ? Mình sẽ nói rõ hơn là trường hợp nào thì mình có thể sử dụng răng sứ để làm đẹp cho trường hợp của mình. Đối với răng sứ thì mình sẽ nói theo cái góc độ chuyên môn ấy, thì răng sứ thẩm răng sứ thì mình sẽ áp dụng cho những trường hợp là mình đang bị mất răng nè.
tức là mình bị vì lý do gì đó bị hư răng, sâu răng, hư răng hay gãy răng gì đó thì chân răng không sử dụng được, phải nhổ đi. Và sau đó thì mình phục hồi lại bằng răng sứ. Thì nó sẽ có cái kiểu là mình giống như là mình bắt cầu như thế này à, tức là mình bị mất răng ở giữa đây, rồi mình sẽ bắt cầu qua những cái răng bên cạnh ha. Thì đối với cái chỉ định mà bắt cầu răng sứ, nếu mà trồng răng như thế này thì là nó sẽ phải còn các răng trụ kế bên à, thì nó mới làm trụ cho cái răng sứ được à. Đó là cái chỉ định đầu tiên, tức là phục hồi lại những răng mất. Chỉ định thứ hai là bảo vệ và gia cố những cái răng mà nó đã bị hư gãy à, ví dụ như là răng bị sâu hư lớn nè, răng đã rút tủy nè, hoặc là răng bị mẻ vỡ, thì cái răng sứ nó sẽ mũ nó chụp lên giống như là một cái mũ bảo hiểm ha, giống như thế này ha. Giả sử như cái răng nó bị gãy đi ha, mình sẽ tràm lại, nhưng mà với những miếng cám lớn thì độ bền nó không cao, thì mình sẽ có cái chỉ định là mình bọc chụp một cái răng sứ như thế này lên để nó giữ cái mô răng bên trong nó được an toàn, nó ít cái chịu cái sự va đập trực tiếp lên cái phần mô răng đó, và nó tránh bị những nguy cơ gãy vỡ mà không mong muốn. Thì cái đó là hai cái chỉ định đúng về chuyên môn nhất. Ngày nay thì nó còn có cái khía cạnh là không chỉ là về phục hồi chức năng nữa, hai cái vấn đề nãy mình vừa nói tới phục hồi chức năng, thì nó còn cái khía cạnh thẩm mỹ. Tức là đôi lúc nhiều khi những cái răng của mình á cũng không có sâu hư, không có bị hư bệnh gì hết, nhưng mà răng mình nó có thể bị xỉn màu ha, rồi nó có bị đổi màu do ăn uống hay là bẩm sinh thì là màu sắc răng nó không được tốt, hoặc là một số trường hợp là răng nó bị lệch lạc ha, răng mình lệch lạc nhẹ ha. Thì đôi lúc là răng sứ cũng có được chỉ định để mà làm để mà tái tạo lại những cái hình dạng thẩm mỹ của cái răng. Ví dụ như mình thay đổi màu răng nè, những trường hợp là răng mà nó quá tối màu, những trường hợp lệch là nhẹ mà các bạn trẻ thì không có muốn làm một cái điều trị là niềng răng, nó là phù hợp nhất ha. Tuy nhiên thì nếu như mà được thì các bạn nên là lựa chọn là làm cái điều trị là niềng răng thì nó vẫn hay hơn là so với nếu như mình làm răng sứ ha. Không khuyến khích lắm trong trường hợp đó. Còn khi mà răng các bạn bị thương bác sĩ thì mình nên tráng thẩm mỹ hay là mình nên bọc răng sứ lại? Đối với răng thưa thì tốt nhất thì vẫn là nên là mình niềng răng là số 1 rồi à, vẫn là nên là niềng là cái ưu tiên đầu tiên à, còn đối với cái chuyện là trám hoặc bọc á thì hai cái này thực ra nó cũng gần tương đương nhau thôi, nó cũng là một cách là để mà mình che khuyết điểm thôi à, hai phương pháp cũng đều là dán lên hết. Đối với răng sứ thì là mình dán lên toàn bộ cái thân răng, còn miếng trám thì là nó chỉ dán được một phần thôi à, thì nghe qua như thế thì mình cũng đã thấy dễ hiểu là cái miếng trám thì nó độ bền nó sẽ kém hơn một chút, nó chỉ dán lên một phần thôi, còn cái răng sứ thì nó chụp bọc luôn hết chu vi thì nó sẽ dính tốt hơn à, thì là cái nào thì là nó cũng nói can thiệp, nhưng đối với trám thì can thiệp nó sẽ ít hơn, tại vì trám một phần thôi à, nhưng mà cái độ bền nó không cao à, thì mình phải chấp nhận. Còn nếu như bọc răng sứ á thì đôi lúc có khi mình sẽ hầu như không làm, cũng có khi đôi lúc mình phải mãi ít, tức có nghĩa là cái mức độ can thiệp lên răng nó sẽ nhiều hơn, nó sẽ có can thiệp lên bề mặt răng mình một chút à, tuy nhiên thì đổi lại thì cái độ bền nó cao hơn nhiều à, vậy là đôi lúc mà mình phải đánh đổi một chút xíu, không có cái phương án nó hoàn hảo tốt nhất thì dĩ nhiên vẫn là niềng răng, nhưng mà đánh đổi lại thì bạn phải dành cái thời gian ra cho cái việc niềng răng đó, mà đôi lúc một số bạn trẻ thì lại không có muốn dành cái thời gian theo đuổi cái việc niềng răng. Rồi, vậy thì răng sứ sẽ được chỉ định cho những trường hợp khi là mình muốn phục hình lại cái răng đã mất nè. Khi những răng mình bị vẹn mẻ hoặc là sâu lớn hoặc là bị nứt thì chụp sứ ở ngoài sẽ giúp bảo vệ cái răng này tốt hơn. Còn nếu mà về mặt thẩm mỹ thì những trường hợp mà răng bị vàng ố mà muốn có màu răng trắng sáng hơn thì mình cũng sẽ bọc sứ. Hoặc là với những trường hợp như là lệch lạc nhẹ, răng thưa, răng không đều cho lắm ha, thì mình cũng có thể sử dụng về răng sứ để che khuyết điểm hoặc là như là tạo giá trị thẩm mỹ cao hơn. Còn đối với những trường hợp như mà lệch lạc nhiều quá, thưa nhiều quá thì niềng răng vẫn là ưu tiên số 1, vẫn là chỉ định số 1 của bác sĩ. Đúng rồi. Vậy thì răng sứ của mình nó có tốt hơn răng thật không bác sĩ? Răng sứ thì nó sẽ tốt hơn răng thật trong trường hợp là cái răng thật của mình nó đã bị xíu rồi.
răng nó bị hư vỡ nè, sâu lớn nè, bị rút tủy nè, tất cả cái răng mà nó đã bị suy tổn, nó đã bị tổn hại rồi, thì cái răng sứ là sẽ tốt hơn, tức là mình sẽ bọc lại cho nó và để mà bảo vệ nó an toàn. Tuy nhiên nếu như mà cái răng của mình nó không có bị một cái hư hỏng gì hết, nó đang lành mạnh và nó không có hư tổn, thì cái răng sứ thì không thể nào tốt hơn cái răng thật được, trừ phi là nó có hư tổn thôi. Do đó thì bởi vậy mới nói là nếu như răng của mình có một số cái lệch lạc thì nên là mình, nếu như màu răng của mình nó tốt, nó đẹp đi, không có vấn đề gì còn màu răng nhưng mà thẩm mỹ hết rồi, thì hình dạng răng nó cũng đẹp đó, thì là mình nên lựa chọn là mình điều trị là nên niềng răng, nên niềng răng, còn không nên lựa chọn cái phương pháp là làm răng sứ. Còn nếu như mà cái hình dạng răng của mình nó không được đẹp nè, răng nó biến dạng đôi lúc là gãy vỡ hoặc là hình dạng răng bị nhỏ, răng không có đều mà do là bẩm sinh á, hay do bẩm sinh là hình dạng răng nó không tốt, rồi màu sắc răng nè, màu sắc răng nó bị quá tối, màu sắc răng nó mà bị bẩm sinh do nhiễm màu kháng sinh, do kháng sinh thì không thể thay đổi được bằng cái việc là tẩy trắng, thì là mình phải chấp nhận bắt buộc phải sử dụng răng sứ. Vậy thì có rất là nhiều bạn thắc mắc là liệu răng sứ có sử dụng được vĩnh viễn hay không, hay là mình sử dụng một thời gian rồi mình lại phải thay sứ khác ạ? Cũng có phải thay đó em ạ. Răng sứ thì cái độ bền trung bình của mình thì theo cái kinh nghiệm mình làm việc ở Việt Nam và trong các nghiên cứu với các nhà sĩ trên thế giới thì người ta thấy là độ bền thì thường trung bình tối thiểu thì một cái răng sứ nếu như mà không được chăm sóc tốt hoặc là làm với cái kỹ thuật mà chưa được tốt lắm á, thì độ bền nó sẽ tồn tại trên miệng mình nó khoảng tầm từ 3 năm, khoảng từ 3 năm đến 5 năm. Nhưng mà đối với những cái răng sứ được làm đúng chỉ định nè, được làm tốt đúng kỹ thuật nè, thì thường nó sẽ tồn tại mình trên 5 năm, thường là trung bình khoảng 10 năm. Và cá biệt thì có những cái nó có thể tồn tại trên miệng mình đến gần 20 năm. Nhưng về lâu về dài thì nó cũng sẽ có sự hao mòn, nó cũng có mẻ, răng sứ nó cũng mẻ, nó cũng gãy, và khi đó thì mình sẽ phải thay. Thì cứ theo cái chu kỳ, cái độ bền nó sẽ sử dụng hết cái khả năng của nó thì nó hư gãy thì mình phải thay thế. Thì cái việc thay thế răng sứ thì nếu như mình làm đúng chỉ định thì thay thế cũng rất là đơn giản, không có phức tạp. Thì chắc hẳn là có khá nhiều bạn vẫn còn đang rất thắc mắc là bọc răng sứ là như thế nào. Tại vì mọi người nghĩ là có răng sứ nghĩa là mình dán cái răng sứ nó lên, hay là mình phải nhổ cái răng cũ đi, mình bỏ cái răng sứ vào, hay là bọc răng sứ cái quy trình đó là như thế nào, bác sĩ có thể làm rõ hơn cho các bạn về cách thức khi là mình làm răng sứ không ạ? Đối với răng sứ thì nó sẽ có rất là nhiều quy trình khác nhau cho từng cái trường hợp, nên mình nói một cái quy trình chuẩn thì nó sẽ không gần chính xác lắm đâu, nhưng mà mình chỉ mô tả một cách quy trình, một cái quy trình gọi là cơ bản đi. Ví dụ như là một cái răng nó bị sâu hư, một răng bị sâu hư và nó bị rút tủy, thì sau khi mình sâu hư mình rút tủy, mình trám tái tạo lại thân răng lại, rồi sau đó thì mình sẽ đặt chốt vào trong thân răng và trám tái tạo lên thân răng lại, và tiếp tục là mình sẽ mài bề mặt răng để mình tạo cái khoảng không gian cho cái răng sứ. Tức ví dụ như thế này thì mình sẽ mài tạo không gian khoảng không cho cái răng sứ, cắt cái mặt bên của cái răng bên cạnh khoảng 1.5 ly, mặt nhai phải cắt với lại cái mặt nhai của cái răng đối diện một khoảng 1.5 đến 2 ly, đó là cái độ dày nó dành cho cái răng sứ. Có nghĩa là mình sẽ phải mài cho cái răng của mình nó nhỏ bớt lại, phải nhỏ bớt có lại. Chỗ để cái sứ vô, đúng rồi, phải mài nhỏ bớt lại để cho cái răng sứ nó chui vào, và cái phần mô răng đó thì sẽ là mô răng sứ, là cái răng sứ nhân tạo của mình. Sau đó sau khi mài xong thì nhà sĩ sẽ lấy dấu thì là lấy cái ly á ha, thì mình sẽ đổ vào cái mẫu như thế này, đổ cái mẫu răng như thế này, thì về thì bên kỹ thuật viên labo hoặc là bên lab á ha, thì người ta sẽ dựa trên cái mẫu mình đúc cái răng của mình, sẽ đúc một cái răng có hình dạng giống như màu răng của mình, hình dạng răng của mình, thì cái màu răng và cái hình dạng răng thì sẽ do nhà sĩ người ta ghi nhận lại và sẽ thông báo cho cái người kỹ thuật viên, thì người ta đắp một cái răng sứ, tạo hình một cái răng sứ ra có cái hình dáng và màu sắc tương tự như cái răng của mình. Sau đó thì lên trên miệng, mình sẽ hẹn lại một ngày nữa lên trên miệng mình gắn thử, là xong, thử còn gắn luôn, nếu như gắn được thì mình sẽ
đứng luôn, còn nếu như nó có cái gì đó sai lệch chưa có chính xác á thì mình sẽ thêm một buổi để mình làm việc lại với kỹ thuật viên mới gửi lại và chỉnh sửa. Là sao lần sau mình mới gặp. Vậy thật ra là quy trình để làm một cái răng sứ cũng không phải là đơn giản mà phải trải qua nhiều bước khá là tỉ mỉ và đòi hỏi kỹ thuật chuyên môn của người nha sĩ cũng phải rất là cao. Đúng rồi. Vì vậy mà để một số bước nó đòi hỏi sự chính xác là cao, ví dụ như cái bước mà lấy dấu như thế này ha, hỏi chính xác là cao, bởi vì ví dụ như trong mô viền miệng mình có nước bọt nè, rồi những khu vực làm việc thì nó nhỏ ẩm ướt. À, và để lấy dấu ra được cái dấu chính xác này khá là khó, vật liệu nó phải đòi hỏi cái tính chất là nó lấy dấu chính xác nè, thứ hai là nó ổn định theo thời gian nữa. Nếu mình lấy dấu ra mình làm đâu mình làm ngay được đâu, dù vài tiếng sau mình bắt đầu mới làm, rồi nó phải qua nhiều bước sau mẫu luôn mẫu nữa rồi mới ra được như thế này. Vậy thì lời khuyên dành cho các bạn đó là khi mình có quyết định làm răng sứ thì chúng ta nên tham khảo những địa chỉ uy tín, những nơi chuyên về nha khoa để làm hơn là đến những nơi không chuyên ha. Thì như vậy là về đảm bảo về mặt thẩm mỹ cũng như là chất lượng răng của mình sẽ tốt hơn. Đúng rồi, dĩ nhiên là đối với chuyện mà làm răng sứ thì nó là một cái can thiệp tương đối sâu vào trong cơ thể, thì mình nên là mình lựa chọn những đơn vị mà có uy tín, thứ hai nữa là có cái thâm niên á, gọi là có cái thâm niên làm việc trong cái khu vực địa phương của mình. Mình nên tìm hiểu qua bạn bè hay là người thân để mình sắp có sự lựa chọn chính xác, chứ còn đừng nên lựa chọn các đơn vị mà vì giá hay là vì khuyến mãi, vì những cái chuyện đó là nó không có tốt, bởi vì giá hay khuyến mãi gì đó thì nó sẽ dẫn đến đôi lúc là có thể thôi là nó sẽ dẫn đến giảm cái chất lượng cho cái răng, và cái người lãnh đủ chính là mình. Do đó là mình đừng nên lựa chọn về những yếu tố đó ha, nên lựa chọn là về cái uy tín, cái thâm niên và cái tay nghề của cái người nha sĩ hoặc cái nha khoa đó, và cái đó thì các bạn có thể tham khảo được ha, tham khảo từ nhiều nguồn. Hiện tại trên thị trường có hai loại răng sứ phổ biến, là răng sứ kim loại và răng sứ vàng sứ, thì mình có thể cung cấp thêm cho các bạn căn bản về hai loại răng sứ này để cho các bạn lựa chọn được không ạ? Ok, răng sứ kim loại, răng sứ vàng sứ, răng sứ kim loại thì mình nói nôm na răng sứ cấu tạo của nó sẽ có hai thành phần, một cái thành phần gọi là sườn ha. Sườn chính là cái phần để nâng đỡ và nó tiếp xúc trực tiếp với lại cái mô răng của mình ha. Phần sườn này thì nó sẽ có đòi hỏi là cái độ cứng ha. Sườn thì phải cứng, sườn giống như sườn khung nhà nó phải có độ cứng ha. Thứ hai là khả năng chịu lực ha. Thì đối với cái sườn này á, nó chính là cái thành phần để mà phân biệt giữa các loại sứ với nhau. Đối với sứ kim loại thì sườn nó sẽ là một cái loại hợp kim, và các loại hợp kim khác nhau thì nó cũng sẽ có cái tên gọi, loại có cái tên gọi khác nhau và nó cũng sẽ có cái giá thành khác nhau. Và cái sườn loại thứ hai là cái sườn gọi là sườn sứ, sườn sứ hay mình gọi hay còn gọi là sứ toàn sứ đó, thì cái sườn nó cũng là nói là sườn sứ nhưng thực chất cái thành phần của nó là zirconium oxit. Zirconium oxit, nó có cái màu trắng đục hoặc là trắng trong tùy theo cái màu răng của mình. Nó răng mình trong thì người ta sẽ lấy cái màu sườn nó trắng trong, hoặc là răng mình đục thì lấy màu sườn màu trắng đục. Thì cái sườn sứ này nó có cái độ cứng thậm chí là cứng hơn kim loại luôn, do đó là nó đủ sức để mà nó cái vật liệu này đáp ứng cho cái chuyện là làm một cái phần ăn nhai cho từ 5 năm, 10 năm trở lên. Mình có thể thấy là cái răng của mình á, cái hoạt động của nó rất là liên tục. Liên tục, một ngày mình nói chuyện, rồi mình ăn uống, mình nhai cắn rất là nhiều lần. Và đó là cái vật liệu mà nó có khả năng đáp ứng được cái gọi là cái chịu lực và sử dụng hàng ngày và liên tục trong cái môi trường ẩm ướt đó. Môi trường ẩm ướt trong hiện mình ẩm ướt. Nước bọt của mình lại còn có acid amin ở trong đó. Đúng rồi, có acid rồi có nhiều cái ion kim loại trong đó nữa ha. Tức là một cái môi trường, nếu gọi cho đúng thì cái môi trường tương đối khắc nghiệt cho các vật liệu ha, thì nó đòi hỏi cái điều kiện rất là cao. Do đó nhiều bạn sẽ thắc mắc ủa sao cái răng sứ nhỏ vậy mà thấy nó giá thành nó cao quá. Thì bởi vì những cái yêu cầu đưa ra cho nó rất là cao. Phủ bên ngoài của nó ha, nãy giờ mình đang nói đến cái sườn, mà phủ bên ngoài của nó thì là một lớp sứ bột. Sứ bột này thì là sẽ pha và đắp lên và tạo màu cho cái răng.
sứ này nó sẽ sẽ đảm nhiệm cho cái việc là tạo hình răng và tạo màu cho răng. À, nó chỉ vậy thôi. Sứ bên bột này thì nó cũng có nhiều cái hãng khác nhau, thì mỗi hãng nó sẽ có cái đặc điểm và cái cách pha nào của nó khác. À, về răng sứ thì phổ biến nhất là vẫn là hai loại đó thôi. À, trong mỗi loại mỗi nhóm nó sẽ chia ra nhiều nhóm nhỏ. Nếu ví dụ như là sứ hợp kim thì nó sẽ có hợp kim chrome nickel, hợp kim là titan, hợp kim chrome cobalt, nó sẽ chia ra nhiều loại hơn. Rồi những cái loại ví dụ như là sườn sứ này nè, thì mình sẽ có những cái sườn sứ zirconium này nó do những cái hãng khác nhau, ví dụ như là của hãng Dentsply thì nó một hãng một tên, ví dụ như Secom. Rồi những cái hãng khác Lava thì nó mỗi hãng nó sẽ lại có những cái sườn và nó có những tên gọi khác nhau. Mà trên thị trường thì cũng nhiều lắm, ở Việt Nam thì hiện giờ mình cũng không nắm hết, nhưng mà chắc cũng phải đến vài chục hãng. Nên là đôi lúc nhiều khi người tiêu dùng á, khi mà tìm hiểu những vấn đề thì có thể đôi lúc bị loạn, rất là loạn, bởi vì quá nhiều tên gọi và quá nhiều cái thương hiệu. Rồi đôi lúc là một số nha khoa lại còn thêm dặm cái tên gọi mỹ miều vô trong đó nữa thì nó còn rối hơn nữa. Còn nói chung bên mình thì mình sẽ nói rất là rõ, zirconia là zirconia, nói gì cho nó dễ. Nói về bản chất của vấn đề đó là cái hợp kim như thế, sườn kim loại là hợp kim gì, chrome nickel, rồi như vậy cho nó rõ. Còn của hãng gì, có nhiều bạn muốn biết đó là hãng gì thì mình sẽ cung cấp cho bạn biết là cái hãng sản xuất là tên gì. Vậy là đơn giản nhất. Nhưng còn nếu như mà nói phân mạch đặt rồi ra hết thì nó rất là nhiều luôn mà rối. Vậy thì nếu mà khi mình thường là nói đến nha khoa thẩm mỹ thì mình nói đến cái răng mà mặt tiền. Vậy khi mà muốn làm một cái răng cửa thì loại sứ kim loại hay là toàn sứ sẽ phù hợp? Đối với cái răng cửa đúng không nào? Đối với răng cửa thì thật ra thì nếu như mà cái vấn đề tài chính nó không phải là cái vấn đề quá lớn đối với bạn á, thì bạn vẫn nên lựa chọn cái răng sứ toàn sứ là nó ok hơn. Và về sau này thì xu hướng á, thì về xu hướng nha, xu hướng sắp tới thì người ta cũng sẽ ưu tiên người ta lựa chọn là răng sứ toàn sứ là nhiều hơn so với răng sứ kim loại ha. Bởi vì nó có cái số ưu điểm tốt hơn về cái màu sắc nè, về cái độ tương hợp sinh học nó cũng trơ hơn, là ít phản ứng sinh học như cái phản ứng axit hay là ăn mòn gì đó, thì nó cũng đáp ứng được cái tiêu chí đó, là nó trơ, tức là nó không phản ứng, nó sẽ ít gây phản ứng có hại cho cơ thể mình. Do đó là đối với cái loại sứ thật sứ là càng về sau thì nó sẽ càng là cái xu thế, giống như là ngày xưa thì là điện thoại cầm tay bấm nút, còn về sau này là xu thế thì sẽ là điện thoại cảm ứng, đó là xu thế mà nó sẽ càng đi theo cái hướng là nó hiện đại hơn, tốt hơn và an toàn hơn, hoặc là tiện lợi hơn. Thì là nếu như vấn đề tài chính nó không phải là vấn đề quá lớn thì mình bác sĩ sẽ đưa ra cái đề nghị cho mình là mình làm loại răng sứ thật sứ. Còn nếu như mà vấn đề tài chính của mình nó hơi hạn hẹp hơn một chút xíu thì mình sẽ phải bắt buộc lựa chọn những cái loại răng sứ là có sườn kim loại. Tuy nhiên nó không phải là nguy hại gì đâu, không phải là nguy hại gì hết. Những cái loại kim loại mà sử dụng trong miệng thì nó cũng được chứng minh là cho phép được sử dụng trong y tế, và các hiệp hội không chỉ ở Việt Nam hay là ở quốc tế người ta cũng cho phép. Những cái loại răng sứ này người ta vẫn đang sử dụng ở các quốc gia tiên tiến và phát triển, chứ không phải là dân mình không có tiền rồi mình mới làm. Nó không phải ha. Những cái loại này vẫn làm ở nước ngoài, và thậm chí dùng và bạn làm mấy cái răng này ở nước ngoài nó lên giá cả vài chục triệu cái răng, chứ không phải vài triệu như ở Việt Nam đâu. Vài triệu như ở Việt Nam mình là còn quá rẻ, rất là rẻ rồi, vì phí nhân công rồi phí vật tư ở bên mình là đã thấp hơn nước ngoài rất là nhiều ha. Nhân tiện nói sự an toàn trong thẩm mỹ răng sứ thì dạo gần đây có rội lên một trào lưu, đó là phủ sứ nano ở một số spa thẩm mỹ. Có nghĩa là các spa này quảng cáo là chỉ cần phủ cái lớp sứ này lên thì răng sẽ sáng bóng và lại còn không phải mài răng nữa. Mà giá thành thì lại không hề rẻ. Và có rất là nhiều bạn thì vì thẩm mỹ nên cũng sẵn sàng trả ra với mức chi phí đó. Nhưng nếu mà vừa đẹp mà chi phí như vậy thì mình cũng có thể chấp nhận, nhưng mà về cái tính an toàn nó có đảm bảo cho sức khỏe hay không, và thực tế là nó có mang lại cái kết quả tương xứng với cái chi phí mình bỏ ra hay không, thì bác sĩ có thể cung cấp cho mọi người thông tin trước khi là mọi người có thể đưa ra cái lựa chọn của mình là phụ sứ nano có nên hay không nên.
Ok. Cái tên gọi mà phụ xứ nano nó cũng phổ biến và rầm rộ trên mạng xã hội cũng chắc cũng được 2 năm rồi. Cũng được 2 năm nữa cơ. Gần đây thì bắt đầu nó tương đối nó lắng xuống, chứ còn cách đây khoảng 1 năm thì nó rất là rộ và rất là phổ biến. Và cái người mà phổ biến cái dịch vụ này ra là hầu hết là các bên spa thẩm mỹ. Thì thực chất là bên spa thẩm mỹ họ dùng cái tên hay mỹ miều này, nó là dùng cái tên mỹ miều lên như thế để mà che giấu cái thực chất của vấn đề. Thực sự cái việc phủ xứ nano bản chất đó là nó thật ra là cái việc tráng composite, là tráng composite. Composite thì bản chất của nó là hạt độn nano, nên là các bạn lại coi như là lại sử dụng không dùng từ composite mà lại từ nano, không dùng composite mà lại dùng từ nano để nghe có vẻ là một cái công nghệ nó mới. Nhưng bản chất thì composite thì là một cái trám răng phổ biến ở trong nha khoa mình đã 40-50 năm nay rồi. Và cái chuyện trám răng bằng composite là quá phổ biến mà mọi người đã biết từ lâu. Nhưng mà tuy nhiên nếu như mà nói trám răng bằng composite cho các bạn thì đâu có thể nào mà thu phí vài triệu được ha. Bởi vì nha khoa thu phí trám răng có vài trăm à, có 100-200 ngàn, thậm chí là cái nào răng nào nó khó lắm thì mới 300-400, chứ còn không thì làm gì có giá 1 triệu. Thì do đó cái bản chất vấn đề nó là trám composite thôi. Ví dụ như bạn cá sấu này, bạn đến spa thì spa sẽ nói là à, tôi sẽ là phủ xứ nano và kính hết mấy cái kẻ thừa của các bạn. Ví dụ như bạn cá sấu này mà thừa hết cả hàm như vậy, cá bộ thì chắc phải hết sẵn 6 triệu đó. Nhưng mà ví dụ nha khoa người ta làm, người ta sẽ không khuyên các bạn đi trám như thế này, mà chắc chắn nếu như mà bạn cá sấu này vô đây khám răng thì mà sẽ kêu bạn cá sấu này đi niềng đó, đi niềng răng đi, chứ mà không ai mà đi trám như vậy. Trám cả hàm như thế này thì là nó sẽ dắt thức ăn ở dưới đây, các thức ăn rất là nhiều, khó vệ sinh. Và nãy giờ mình cũng nói cái việc trám thư kẽ ở đầu chương trình nữa, trám thư kẽ thì nó là cái độ bền nó cũng cao. Thứ hai nữa là chưa kể cái tay nghề nữa, bởi vì để mà trám mà đạt một cái độ là nó khít sát vô trong cái răng là rất là khó, và đòi hỏi tay nghề tương đối là cao, chứ không phải không đâu. Ngay cả những bác sĩ mà mới ra trường cái kỹ thuật làm nó chưa được tốt, nó cũng có thể được gặp lỗi hay mắc lỗi nữa. Chứ đừng nói chỉ là bên spa, nhiều khi không phải là đúng người làm chuyên môn thì gặp rất là, các bạn spa gặp rất là nhiều vấn đề. Và hiện giờ cái thời điểm này là có rất là nhiều người phải trả giá phải đi đến bệnh viện, đi đến nha khoa để tháo những cái miếng trám đó ra, bởi vì trám không được thực hiện đúng kỹ thuật, rồi nó hở bờ, nó gây hôi miệng, nó bong tróc. Nhất là nhiều cái trường hợp là nó gãy vỡ bong tróc, là nhìn nó nham nhở nữa, thì vừa tiền gọi là tiền bọc mà lại tật mang. Ví dụ như là thưa như bạn cá sấu này thì đến nha khoa mình xin được niềng răng, chứ đừng mà nghe lời phụ xứ nano rồi đi phủ nano hay cái gì đó. Nhưng bản chất thì ra chỉ là trám răng, và gọi là trám nha khoa sẽ gọi là trám thưa kẽ đó các bạn. Hoặc là ví dụ như là răng không thưa thì là sẽ là trám đắp mặt, trám đắp mặt để mà che phủ cái lớp này, thì nó hoàn toàn không tốt, không phù hợp. Cảm ơn cá sấu nha. Rất tốt. Nhớ chạy cách xe cho bạn ấy. Vậy rồi, vậy thì bên nha khoa Linh Xuân mình có hỗ trợ chính sách trợ cấp cho việc trồng răng sứ không ạ? Tại vì bên niềng răng mình có hỗ trợ cho các bạn là sẽ trả góp rất là mềm mại. Ban đầu chỉ trả 5 triệu, sau đó hàng tháng mình sẽ trả 1 triệu. Vậy thì với những ca mà làm răng sứ có giá cũng khá cao, ví dụ như là từ 10 triệu trở lên, thì mình có hỗ trợ mọi người trả góp không ạ? Ok, rồi đối với cái đặc thù của cái điều trị mà răng sứ ấy, thì nó là cái điều trị ngắn ngày và nó đứt quãng, kết thúc là nó xong luôn. Nó sẽ không có giống như cái điều trị mà niềng răng, với niềng răng thì kéo dài nhiều ngày nhiều tháng, và kéo dài có thể là thường là 1 đến 2 năm. Do đó mỗi lần tái khám thì các bạn khách hàng có thể động góp vật cho cái chi phí của mình. Còn riêng đối với cái điều trị răng sứ thì khi mình kết thúc thì theo cái nghĩa vụ là mình phải hoàn toàn cái chi phí, bởi vì tất cả chi phí nhân công và vật tư thì nha sĩ đều phải chi trả hết, chứ mà mình không đóng mà mình trả dần. Ví dụ nhiều bạn cũng hay tới là hay sẽ nói nha sĩ là em có thể em trả góp trả dần cái răng sứ được hay không, thì xin thưa là rất tiếc là không thể được, bởi vì khi mà cái răng nó đã hoàn toàn xong rồi thì mình sẽ không thể nào mà chờ đợi các bạn để đóng khoản phí đó để mà mình nợ lại được ha, không thể nào nợ lại được đó. Thì tuy nhiên
Đối với cái việc là khi mà đối với người trẻ thì nhiều khi là cái chi phí sinh hoạt nó còn nhiều thứ nào là phải lo cho gia đình nữa, thì cũng rất là hiểu các bạn là nhiều khi là không thể có khoản tiền mặt quá lớn để mà chi trả ngay cho cái việc điều trị răng sứ. Thì nha khoa có hợp tác với lại các chính sách là chi trả trả góp nhưng mà không có ngân hàng. Không có ngân hàng thì các bạn á, sẽ chỉ cần có một cái thẻ tín dụng, gọi là thẻ tín dụng. Thì thẻ tín dụng có thể là Visa, Mastercard hay là GCB, có nhiều các loại thẻ tín dụng quốc tế. Thì mình có cái thẻ tín dụng quốc tế đó thì khi mình quẹt thẻ thì cái thẻ mình sẽ liên hệ với ngân hàng và cho phép cái thẻ đó được trả góp dần, và ngân hàng sẽ đứng ra làm bảo lãnh cho các bạn. Tức là ngân hàng á, thì họ sẽ trả phí đầy đủ cho bên nha khoa và họ sẽ trả phí, sẽ tính phí cho bạn, trả cắt nhỏ ra thành từng tháng. Nó cũng giống như là các bạn đi mua ô tô hay là đi mua xe máy hay mua đồ, thậm chí là thiết bị điện bây giờ cũng vậy ha, đầu máy rồi tivi hay gì đó, nhiều khi nó di động nó cũng nhiều khi nó lên đến vài chục triệu. Thì là các bạn cũng đã quen với cái hình thức đó rồi, tức là thông qua ngân hàng bảo lãnh, và bảo ngân hàng họ sẽ chịu trách nhiệm và họ thu phí cho mình. Vậy thì việc mà sử dụng răng sứ thẩm mỹ để dần trở nên phổ biến hơn cho tất cả mọi người rồi thì nó cũng có những chức năng, có những công dụng, nhưng mà bên đó nó cũng sẽ có những hạn chế. Thì việc tư vấn chi tiết của nha sĩ và kiểm tra trực tiếp là rất cần thiết. Trước khi mình có một quyết định là mình muốn làm cho hàm răng mình đẹp hơn thì hãy nhờ đến người nha sĩ là người tư vấn thay vì những không có chuyên môn ha. Rồi, về vấn đề thẩm mỹ, em nghĩ như vậy là thông tin khá căn bản dành cho mọi người để mọi người có thể tham khảo. Thì mình sẽ có một chuyên mục sâu hơn là về phục hồi lại răng bằng hình thức là trồng răng sứ. Tức là mình sẽ nói sâu về cái chuyện là mất răng đó. Mất răng đó các bạn, mất răng và phục hồi lại bằng răng sứ như thế nào. Thì mình nên đợi đến số tiếp theo. Đã như giờ cũng đã trôi qua 30 phút rồi. Rất vui là được gặp lại các bạn trong ngày hôm nay và mong là sẽ được gặp lại các bạn tiếp tục trong cái chương trình tiếp theo với nội dung là phục hồi răng mất bằng phương pháp là cầu răng. Thì các bạn có những vấn đề thắc mắc liên quan đến răng sứ hoặc là bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến nha khoa răng miệng thì có thể là comment bên dưới hoặc là cũng gửi tin nhắn đến cho fanpage của nha khoa Linh Xuân. Thì đội ngũ nha khoa Linh Xuân sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ giải đáp những thắc mắc của các bạn. Bạn có 6 đến 5 thắm răng. Ui bác sĩ ơi, em bị mất hai cái răng rồi. Bác sĩ giúp em trồng lại răng. Đây đây đây, lần sau bạn cá sấu sẽ trở lại và đem tới hàm răng như thế này. Và bác sĩ sẽ chỉ cho bạn cá sấu cách để mà trồng lại răng như cái răng mất này nhé. Rồi, cảm ơn các bạn.